Chiều nay ngày 19 tháng 11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần chủ trì buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Capital Corporate Finance và công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 về việc lựa chọn địa điểm xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện khí Long An 1 và Long An 2. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện Cần Đức. Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 đã đề xuất 3 vị trí để triển khai nhà máy nhiệt điện Long An là khu vực xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, thuộc khu công nghiệp Bắc Tân Tập, khu vực xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, thuộc khu vực công nghiệp Caric và khu vực xã Long Hậu Đông, huyện Cần Đức, thuộc khu công nghiệp Cần Đức. Qua phân tích ưu nhược điểm của từng địa điểm cụ thể, đơn vị tư vấn đề xuất tỉnh nên lựa chọn khu vực xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, thuộc khu công nghiệp Bắc Tân Tập để triển khai dự án, vì nơi này giáp khu cảng quốc tế Tân Tập, luồng tàu đã được nạo vét, diện tích mặt bằng đủ rộng để bố trí nhà máy điện. Qua trao đổi và đóng góp ý kiến của các sở ngành địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần cho rằng khu vực xã Long Hậu Đông, huyện Cần Đức thuộc khu công nghiệp Cần Đức mới là địa điểm có nhiều thuận lợi nhất để triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí Long An, bởi vị trí này đã có sẵn quy hoạch đất công nghiệp 250 hectare. Đồng thời, người dân nơi đây cũng đã thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy nhiệt điện. Vì vậy, ông đề nghị đơn vị đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục khảo sát, đánh giá toàn diện để đưa ra phương án khả thi nhất. Theo dự kiến, dự án chuỗi kho cảng LNG và nhà máy điện Long An có diện tích 100 hectare trên bờ và 50 hectare dưới mặt nước, cùng quy mô công suất 3.000 MW.